Hành trình của chuyến tàu hỏa này bắt đầu từ thủ phủ bang Rarana đến thành phố nhỏ bé nằm bên bờ biển có tên Mores của Brazil. Chỉ là một đoàn tàu hỏa, sau những cảnh đẹp dọc theo hành trình mà nó đi qua, đã giúp đoàn tàu trở thành một lựa chọn du lịch hấp dẫn hành khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi khi đến với quốc gia Nam Mỹ này. Bắt đầu từ năm 1880, 9.000 công nhân đã bắt tay vào việc chế tạo ra con tàu và phải mất 5 năm làm việc liên tục, họ mới hoàn thành dự án với mục đích thiết kế là vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, theo thời gian, chức năng ban đầu của nó đã trở nên mờ nhạt. Vào năm 1997, đoàn tàu đã được tư nhân hóa và được khai thác nhằm phục vụ nhu cầu du lịch với hai điểm chính là Curitiba và Mores. Những địa điểm mà chuyến tàu đi qua đều rất đẹp. Đường sắt được bố trí tại vị trí trung tâm của một trong những khu rừng nhiệt đới được bảo vệ tốt nhất tại Brazil và điều này cũng giúp chuyến tàu mang đến một chuyến hành trình đẹp nhất đất nước chúng tôi. Chúng tôi đều biết về chuyến tàu này trước khi đến thăm Brazil. Nó là một trong những thứ mà chúng tôi muốn khám phá và trải nghiệm đầu tiên khi đến với đất nước Nam Mỹ này. Không chỉ hào hứng với những cảnh đẹp xuất hiện dọc hành trình du lịch bằng tàu hỏa, các vị khách ngoại quốc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tựu tuyệt vời của người Brazil khi cho xây dựng một hệ thống đường tàu hỏa xuyên rừng như thế này. Bởi trên thực tế, điều đó thật không hề đơn giản như việc ngồi trên tàu và thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên.